Vào tối ngày 12 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải công khai danh sách của các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và lũ lụt qua ứng dụng chuyển tiền ngân hàng. Hiện tại, Ban vận động cứu trợ Trung ương cũng đã đăng tải cụ thể danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ qua số tài khoản từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024. Và một trong những nhân vật được nhắc chết và nhiều nhất là Tôn Bằng, chồng cũ Hằng Du Mục. Vào ngày 11 tháng 9, Tôn Bằng đăng tải ảnh màn hình đã chuyển khoản cho tài khoản Vietcombank của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với số tiền 30 triệu đồng kèm nội dung Sun Du Peng của ít hy vọng miền Bắc vượt qua lúc khó khăn này. Ở thời điểm đó, nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bán tín bán nghi độ xác thực về thông tin chuyển khoản của Tôn Bằng. Thứ nhất là những hành động của người này trong quá khứ đã gây ra những ấn tượng không mấy tốt đẹp. Tiếp theo, Tôn Bằng vốn không dành tiếng Việt nên khó có thể viết nội dung rành rọt thế này, nếu có thì chắc chắn là nhờ ai đó người Việt hỗ trợ. Đặc biệt, netizen cũng chỉ ra thuyết âm mưu trong hành động của Tôn Bằng, cho rằng có thể đây chỉ là cách tẩy trắng để người này phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Vì vậy mà ở hiện tại, khi Mặt trận Tổ quốc tung sao kê ngày 11 tháng 9 và 12 tháng 9, cư dân mạng mới nhanh chóng check va Tôn Bằng. Và kết quả tìm kiếm cho thấy Tôn Bằng chuyển khoản đúng 30 triệu như đã khoe trước đó. Mặc dù có lòng quyên góp ủng hộ cho người dân vùng lũ lụt của Việt Nam, nhưng Tôn Bằng cũng làm nhiều người khó chịu khi liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện bản thân từ thiện. Một số còn phát mệt với cách Tôn Bằng làm content liên tục khi nói về chuyện thiện nguyện tại Việt Nam. Dù tấm lòng cho đi là đáng quý nhưng nhiều người xem vẫn cảm thấy khó thấm nổi bởi nhiều lần khoe mẽ của Tôn Bằng. Trong một diễn biến khác, Hằng Du Mục và team không chuyển khoản cho Mặt trận Tổ quốc mà trực tiếp đến hỗ trợ tận nơi tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian vừa qua. Theo thông tin được team Hằng Du Mục chia sẻ, hiện đã có 5 chuyến xe cứu trợ đi ra phía Bắc để đến giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại. Ngoài ra, Hằng Du Mục cũng hỗ trợ 100 triệu cho huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, quê hương của cô. Hiện tại, Hằng Du Mục và team vẫn tiếp tục tham khảo ý kiến mọi người xem người dân ở những nơi như Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái cần những gì để sắp xếp các xe cứu trợ chuyển ra. Mới đây nhất, cư dân mạng đã có màn check va vô cùng uy tín đối với đoàn cứu trợ của team Hằng Du Mục. Cụ thể, một người dân khi di chuyển tại địa bàn tỉnh Bắc Giang đã vô tình ghi lại được hình ảnh của chiếc xe cứu trợ mà team Hằng Du Mục mang theo đồ dùng gửi tới bà con. Đi phía trước là một chiếc xe của địa phương, được cho là dẫn đường và cùng đến địa điểm tập kết để thực hiện công tác cứu trợ. Trước hình ảnh này, người dân ở nhiều nơi cũng đã lên tiếng và cho biết cũng đã gặp chiếc xe cứu trợ của Hằng Du Mục đến các tỉnh như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Yên Bái. Cùng với đó, trên hành trình đến các tỉnh để cứu trợ, hình ảnh những chuyến xe này cũng đã được anh trai của Hằng Du Mục thường xuyên chia sẻ. Trước tấm lòng cao đẹp và việc làm của Hằng Du Mục, các cư dân mạng hết lời khen ngợi và bày tỏ sự cảm kích đối với cô. Bên cạnh đó, dân tình cũng gửi lời cảm ơn tới các bác tài, các anh chị em của team Hằng Du Mục cũng đã dốc sức mình để những chuyến xe cứu trợ mang đồ dùng đến được tay bà con. Trước đó, trong phiên live ngày 8 tháng 9, Hằng Du Mục cũng ghi điểm vì gửi lời động viên đến người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Iagi. Kèm theo đó là những lời tâm sự đồng bào miền Nam luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ, đồng thời hứa hẹn tất cả thành viên trong team sẽ hỗ trợ hết mình trong khả năng. Từ lâu Hằng Du Mục nổi tiếng là người chăm làm từ thiện. Tuy sinh sống và lập nghiệp tại Trung Quốc nhưng nữ TikToker vẫn thường xuyên trở về quê hương để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dù hôn nhân gặp vấn đề hay đang mang thai, Hằng Du Mục vẫn giữ thói quen lan tỏa điều tích cực của mình.